Xin chào bà con, thì đây là cái vườn chanh dây của chị Trịnh Thị Sửu ở Phú Xuân, huyện Cà Rông Năng, Đắk Lắk. Thì với vườn chanh dây của này á, thì chị trồng được 7 tháng và gồm 260 gốc. Thì qua như tư vấn và kiểm tra thì cái vườn chanh dây của chị nó bị bệnh hiện tượng đó là mềm trái, rụng trái và phân trắng. Đó, nhưng mà con xem này, trái cứ lớn lên là nó mềm, không được cứng, cứ khi trái lớn lên là mềm hết. Đó, con xem là chanh dây rất là đẹp, 7 tháng trái đều xanh. Thì mỗi cây chanh dây đều có những cái hiện tượng riêng và bệnh riêng. Thì qua cái vườn chanh dây này á, thì mình kiểm tra về rễ thì nó cũng rất ít, thân thì đẹp nhưng ngọn nó xoắn vàng, và cái thứ hai nó có hiện tượng là trái nó mềm, mình cũng rất cho bà con xem đó. Thì qua clip này á, thì bà con cũng đăng ký kênh và theo dõi những cái video tiếp theo của trái cây theo mùa Lắc. Thì với clip này á, mình có hướng dẫn cho chị Trịnh Thị Xỉu là phun cái lớn trái, đẹp trái, bóng trái và chống rụng trái. Thì cái này thành phần chủ yếu là thuốc Nhật, nói chung là nó rất là đầy đủ thành phần. Thì cái vườn này mình sẽ đi quay hết cho bà con xem. Nói chung là cái việc đi quay này nó cũng hơi cực, nên cái clip mình quay nó hơi bị nhanh, nên bà con có thể xem từ từ được. Đó là con xem này, một số ngọn nó bị xoắn vàng. Thì hiện tượng này là cũng là cái hiện tượng mà bà con chúng ta ở hầu như ở tất cả các vườn chanh dây á, ai cũng bị hết á. Thì với hiện tượng này á, khi mà chớm bị á, thì khi mà con thứ nhất á, là muốn nhanh á, thì người ta cắt bỏ ngọn đi, em xử lý xa lên, không được bỏ trong vườn, chôn hoặc là đâm đốt ở đâu đó. Và cái thứ hai nữa là khi mà cắt bỏ chúng ta xử lý phun thuốc liền á, thì cái tình trạng nó sẽ không bị bệnh và lây lan. Và cái thứ hai nữa là mình khi mà con nên phun định kỳ cái thuốc nhúng màng loại tốt nha, để tránh cái tình trạng một con trùng nó chích thuốc nó lây lan từ đám này sang đám nọ. Thì hầu như bà con nông dân chúng ta nếu mà trồng á, thì đều trồng đại trà đám này sang đám nọ. Thì có một số đám già nó bệnh nó cỏi rồi đó, thì nó bà con lại trồng sát bên là cái đám chanh tơ. Thì khi mà nó bệnh nó lây từ cái đám mà đám già cỏi lây qua đám chanh tơ, thì bà con không biết nguyên nhân từ đâu lây. Bà con không để ý kêu chanh mới trồng mà sao nó bệnh. Thì mình cũng khuyên chắc chắn bà con rằng cái vườn chanh lớn chúng ta khi mà đã thu hoạch xong mà tới năm thứ hai thứ ba chúng ta không sử dụng nữa, thì bà con vui lòng phá hủy đi và đem đốt đi, gom là chỗ nào chúng ta phun thuốc tiêu hủy và đốt, để tránh cái tình trạng mà nó lây qua cái vườn tơ. Như cái vườn này của chị Trình Thị Sửu á, chị nói rằng cái vườn dưới gần dưới cuối cuối suối á, cuối sông của Cà Rông Năng á, chị kêu cái vườn nó già rồi gần 2 năm rồi, thu trái rất là nhiều sai. Nhưng mà khi mà kiểm tra cái vườn á, thì cái vườn đó lây qua hết cái vườn nhỏ này. Thì tí nữa mình sẽ quay và con xem về cái tình hình mà nó bị lây lan từ côn trùng chích thuốc qua. Hồi nãy giờ mình quay bà con á, thì cái chính của cái vườn này vẫn là cái mềm trái, rụng trái. Chanh thì rất là đẹp, trái rất là nhiều, nhưng mà nó mềm trái á, thì khi mà đem ra ngoài vườn cho cây bán á, thì nó rất là rẻ, giá thành nó không có cao. Thì đây mình quay bà con xem đó, trái rất là xanh đều đẹp. Khi mà nó nắng lên tới chiều 1-2 giờ á, mà nó chín á, nó mềm, nó teo hết. Ngọn rất là xanh đều đẹp. Cái clip này mình quay rất là tỉ mỉ và rõ ràng hết cho bà con xem á. Hầu như là tất cả clip mình quay cho bà con xem á, thì cái tình hình mà cái bệnh mềm trái nó rất là phổ biến hầu như tất cả các vườn luôn. Thì với clip này mình cũng hướng dẫn cho chị Trinh Thị Sửu là phun cái Isobin và cái Nobita thuốc Nhật. Hàng này thì bên trái cây thương mùa Lắc cung cấp đặc quyền, nên bà con nào có nhu cầu mua thuốc xử lý hoặc là muốn kỹ thuật tư vấn tại vườn á, thì vui lòng gọi số điện thoại dưới để được hỗ trợ cụ thể hơn. Và clip này bà con cứ theo dõi hết clip, mình quay rất là dài và cụ thể. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.